Mau tiến lên, mở rộng bờ cõi của chúng ta, giết hết lũ quái vật bồ câu súng ngắm này đi. Tiến lên nào anh em. Lời laser man của chúng ta là lời vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta không hề lùi bước cho bất cứ kẻ địch nào. Hôm nay chúng ta sẽ đẩy lùi lũ quái vật bồ câu này và biến lãnh thổ của bọn chúng trở thành lãnh thổ của chúng ta. Hay lắm, hay lắm. Tất cả anh em, chúng ta đã thành công rồi, đẩy lùi được bọn chúng rồi. Nào, nhanh chóng đi rà soát coi con quái vật bồ câu nào còn sống, tiêu diệt luôn đi. Chúng tôi biết rồi, biết rồi. Mau, chia ra thành hai hướng đi. Đằng này, đằng này có thứ gì đó khổng lồ nè. Cái này là ai vậy? Là những laser man. Cuối cùng ta cũng gặp được các ngươi rồi. Mau đưa ta đến gặp chủ tể của các ngươi, nhanh đi. Bẩm báo chủ tể, chúng tôi phát hiện ra một tên khổng lồ. Tên này đang cố gắng lại gần lãnh địa của chúng ta và đòi gặp chủ tể. Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu Titan Laserman. Cái gì? Là Titan Microphone à? Không, bây giờ cậu đã nâng cấp cơ thể của mình trở thành X-ray rồi à? Nhưng cậu bị gì thế này? Sao cơ thể cậu bị thương nặng thế? Tất cả là do tên X-ray mấy chiêu và tên X-ray Smith Command. Cái gì chứ? Lại là lũ Titan thuộc phe ánh sáng à? Rõ ràng năm xưa Titan phe hắc ám chúng ta đã có giao kèo với bọn chúng rồi mà. Bọn chúng đã thất hứa rồi, hãy báo thù cho tôi. Cái gì chứ? Rõ ràng năm đó chúng ta số lượng con cháu tăng lên hàng loạt, thức ăn nước uống lánh đi phải ngày càng nhiều, nhưng lũ phe Titan ánh sáng đó không muốn chúng ta mở rộng bờ cõi. Bọn chúng đã liên minh với nhau ngăn cản chúng ta. Thế là Titan phe ánh sáng và Titan phe hắc ám chúng ta đã có một cuộc chiến kinh hoàng. Cuộc chiến này bất phân thắng bại, khiến cho tất cả mọi Titan đều bị thương. Thế là cả hai bên cũng đã ngưng chiến và đưa ra hiệp ước hòa bình, không còn đấu tranh với nhau nữa. Vậy mà hôm nay bọn chúng lại phản lại lời hứa đó, tấn công một thành viên trong Titan phe hắc ám chúng ta hay sao? Có lẽ bọn chúng muốn xóa sổ hết chúng ta để chiếm thức ăn lãnh địa còn lại của chúng ta. Ai giết bọn chúng? Úc này, Titan Microphone. Khổ kiếp. Được rồi, tôi sẽ báo thù cho cậu. Thôi, chúa tể của chúng ta giận dữ rồi, sắp có chiến tranh rồi. Nơi này thật là rộng rãi, chúa tể của chúng ta đúng là một người tuyệt vời. Chúng ta có nhà mới thật là thoải mái. Hả? Sao lũ Titan Man lại ở cái lãnh địa của lũ Titan ánh sáng này chứ? Đây, chúa tể của các ngươi đâu? Tại sao các ngươi lại ở đây? Ủa, kẻ nào vậy? Ngươi tới đây làm gì? Chúa tể bọn ta đã gia nhập vào Titan ánh sáng rồi đó nha. Nếu ngươi mà dám làm hại bọn ta, thì những Titan ánh sáng sẽ tiêu diệt ngươi. Cái gì chứ? Tên Titan Titan Man, hắn là thành viên của Titan hắc ám mà. Sao hắn lại dám? Có gì mà không dám chứ? Kể từ khi chúa tể ta gia nhập vào thế giới của Titan ánh sáng, họ đã ban cho chúng ta rất nhiều thức ăn và cái cả lãnh địa to lớn này nữa. Chúng ta rất vui, rất hạnh phúc. Chết tiệt, lũ phản bội khốn kiếp này. Được lắm. Vậy thì ta sẽ không để cho các ngươi sống trên đời này nữa. Chết hết đi. Hả? Tên khổng lồ này dám tấn công vào lãnh địa của chúng ta? Tất cả anh em đâu, mau liều mạng bảo vệ lãnh địa của chúng ta. Lãnh địa của các ngươi à? Để ta nói cho các ngươi biết, ta chính là tay sai của X-ray Speakerman phe ánh sáng đây. Hắn chỉ dụ các ngươi tới đây để cho ta giết các ngươi mà thôi. Tất cả là kế hoạch của hắn. Bây giờ đến lúc rồi, ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục. Gây ra chuyện này. Chúa ta ngày đã về là Ông Ray
sẽ biết cơ. Không, không, không. Đây, Upray Speakerman, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy? Sao gấp gáp thế? Thôi, không hay rồi Upray Titan TV à. Có một thành viên bên phe hắc ám đã bắt đầu nối loạn, hiểu lầm chúng ta. Tôi mong cậu tới đây, chúng ta cùng nhau đi gặp chúa tể bên phe hắc ám là Titan Upray Cameraman để thương lượng với cậu ta, giảng hòa. Cái gì? Lại là lũ khốn Titan hắc ám đó nữa à? Sao cậu cứ mềm yếu hoài vậy, Titan Upray Speakerman? Năm xưa cũng vậy, trong cuộc chiến tranh đó, nếu cậu không ngăn cản chúng tôi đã giết chết bọn chúng rồi, thì bây giờ đâu phải nhức đầu như vậy nữa. Đã thế, lãnh địa, nguồn thức ăn của chúng ta sẽ rất dồi dào mà không sợ cạn kiệt. Upray Speakerman, mau trả lại mạng của con cháu ta đi. Tại sao ta đầu hàng ngươi rồi? Ngươi lại muốn giết chết chúng chứ? Hả? Có chuyện gì vậy? Là Titan Ray Titan Man, sao hắn ta giận dữ tới đây thế này? Mẹ kiếp, cậu đã nhìn thấy chưa? Tên khốn kiếp đó từng là thành viên của bên phe hắc ám, vậy mà cậu nhận hắn qua phe ánh sáng của chúng ta. Bây giờ hắn quay lại cắn chúng ta kìa. Yeah, yeah. Người cho người giết hết con cháu của ta. Vậy thì ta sẽ tàn sát lại con cháu của người. Tên Upray Speakerman khốn kiếp. Hả? Chết tiệt. Mau dừng lại. Dừng lại tay tạch lấy tay sạch men. Mày kiếm, đừng nói nhiều với hắn nữa. Mau giết chết cái thứ khốn kiếp này luôn đi. Ta phải bảo thù. Khốn kiếp. Ta phải bảo thù. Titan Lajemen, ăn bậy được, chứ nói bậy không được đâu. Upray Titan Cameraman à, tất cả những gì nãy giờ tôi nói đều là sự thật. Lũ khốn kiếp bên phe ánh sáng đó muốn giết chết chúng ta. Bọn chúng đã ra tay tàn độc với Titan Microphone, còn lên âm mưu dụ dỗ người máy chơi game nữa. Họ không chịu thì bọn chúng ra tay giết sạch họ. Cái gì chứ? Lũ khốn kiếp đó, tại sao năm xưa khi họ ăn chiếc, bọn chúng đã hứa với chúng ta sống hòa bình rồi mà. Lời nói gió bay mà, sao lại tin bọn chúng chứ? Chắc có lẽ bọn chúng đang muốn âm mưu diệt sạch phe hắc ám chúng ta để sở hữu đất đai tài nguyên một mình đó. Mọi người bảo thù cho tôi. Bảo thù là tiếng của Titan PlayStation Man. Cậu ta đằng kia kìa. Chết tiệt. Chết tiệt. Bọn chúng giết chết con cháu của tôi. Hả? Hay lắm, hay lắm. Các người nghe rõ chưa? Các người nghe rõ chưa? Tôi đã nói rồi mà, lũ khốn kiếp đó đang âm mưu tiêu diệt chúng ta. Được, được lắm. Chết tiệt, lũ tai tình phê ánh sáng. Đến lúc rồi, chúng ta không chịu đựng được nữa. Nào, tất cả anh em mau tiến tới tìm bọn chúng, hủy diệt bọn chúng. Thế giới này sẽ thuộc về phe hắc ám chúng ta. Này, nghe tin gì chưa? Có một số thành viên bên phe hắc ám bắt đầu nói loạn rồi đó. Dường như sắp có chiến tranh xảy ra. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cấp báo, cấp báo, có những sinh vật khổng lồ xuất hiện trong lãnh địa của loài siêu lạnh men chúng ta. Tiến lên, diệt hết tất cả thành viên của lũ tai tình ánh sáng. Nè, này kia là bọn tai tình lũ hắc ám. Các ngươi tới đây làm gì? Sao lại giết hết con cháu của ta? Ta liều mạng với các ngươi. Tai tình siêu lạnh men, tai tình siêu lạnh men. Các ngươi đang làm cái quả quỷ gì vậy? Chết đi. Tiếp tục nào. Nào, các con, cố gắng thêm một chút đi. Chúng ta phải rời khỏi khu lãnh địa này. Sắp có chiến tranh xảy ra rồi. Lũ tai tình bên phe hắc ám dữ tợn, nếu chúng ta chậm trễ bọn chúng sẽ giết chúng ta mất. Chúng con mệt quá. Không, lũ khốn kiếp đã tới rồi hay sao? Tiến lên đi diệt lũ tai tình đèn xanh đèn đỏ đó đi. Bọn chúng cùng phe ánh sáng đó, đừng cho bọn chúng chạy thoát. Kể từ nay loại tai tình ánh sáng của các ngươi sẽ không tồn tại trên đời này nữa. Cứu chúng tôi với.
la lục lạc đã bị chúng ta giết chết hết rồi. Bây giờ tới lúc chúng ta sẽ đến tới lãnh địa của tên ước Ray Smith Command khổ kiếp. Dừng lại, lũ tai tành bên phe hắc ám. Khổ kiếp các ngươi không cần phải đến lãnh địa của ta đâu. Ta đã tới đây tìm các ngươi rồi nè. Mẹ kiếp, tại sao các ngươi lại phản bội lời hứa năm xưa giao kèo của chúng ta chứ? Dẹp giết chết thành viên bên phe ánh sáng của bọn ta. Vậy thì đừng có trách bọn ta ra tay độc ác. Tiến lên nào, hủy diệt bọn chúng.